Rồi, mẫu tiếp theo mà em lên cho mấy chị là một em áo su không gọng không đường may, siêu êm ái và mềm mại luôn nha mấy chị yêu ơi. Hàng su nhà em là hàng su loại 1, rất là thấm hút tốt, mặt không gây ngứng, không gây lằn, không gây hằn, không gây đau. Ngày hôm nay trên cái livestream này, em sale cái mẫu này luôn nha mấy chị nha, áp dụng cho những chị nào có chia sẻ like. Em sale luôn cho mình, giá chỉ còn có 79.000 một áo thôi. Mẫu này trên thị trường ít nhất là 130 trở lên, nhưng vào tay của em là chỉ còn có giá là 79.000 một áo thôi. Nhanh tay chốt liền giúp em mẫu này, nhanh tay chốt liền giúp em. Mã này là A3 kèm size kèm màu, kèm cho em cái số điện thoại là có đơn hàng nha mấy tình yêu nha. Có size 32, 34, 36, 38 và size 40. Em có màu vàng, màu da, màu riêu, màu xanh, màu đen và màu hồng. Mẫu này em đảm bảo với các chị luôn, vú lép, vú xệ, vú da, vú nhão, vú to, tất cả các phong ngực đều lên em áo này ôm gom nâng ngực và tạo khe. Tại vì sao mấy tình yêu biết không? Tại vì hàng nhà em là hàng mức chuẩn 5 phân theo form áo ngực. Mút thẳng như mấy chị yêu nha, mút thẳng cứ đưa vào là nó nâng, đưa vào là nó nâng nha, chứ không phải là hàng có độ sâu. Nên mấy chị cứ yên tâm, những chị nào mà mua áo á mà người ta kêu nâng mà về mặt không nâng thì là việc đó là em không biết. Phản ánh bên em rất là nhiều, nhưng mà cứ yên tâm mua hàng nhà em. Em đảm bảo với các chị vú lép, vú xệ, vú da, vú nhỏ, vú to, vú đi sữa về lên form ôm gom nâng ngực và tạo khe cho mình nha mấy chị yêu nha. Cái quan trọng của cái áo này nó chống tràn hai bên á, nên mấy chị cứ yên tâm vào đặt hàng. Trời ơi, cái mẫu này nó đẹp khủng khiếp mấy chị. Mẫu này nó đẹp khủng khiếp mà em sale giá sốc cực kỳ, 79.000 một áo thôi. Chốt đơn liền giúp em, mã này là mã A3 nha mấy tình yêu ơi. A3 sọt 79.000 một áo, 79.000 một áo. Đặt hàng comment cho em A3 kèm size kèm màu kèm số điện thoại là có đơn. Trời ơi, xuất sắc cái mã này. Hàng này nó không có gọng mấy chị, hàng này nó không có gọng. Trời ơi, bóp nó đã khủng khiếp luôn. Nó êm ái, nó mềm mại. Su của nhà em là su non, su non co giãn thấm hút tốt, nên là khi mấy chị mặc vào nó sẽ không gây bí, gây hầm nha mấy chị yêu ơi. Đó, rất là đã luôn, thoải mái lắm luôn. Mà đây là cái lưng của em áo nữa, cái lưng của nó rất là sang nha mọi người nhé. Mẫu này mình có thể mặc đi biển đi bơi được luôn á mấy chị. Mấy chị nào chịu chơi là mặc đi biển đi bơi được luôn. Nó lạ chứ không gì hết trơn, nó lạ mà nó vừa nâng ngực là cái thứ nhất. Cái thứ hai á là mấy tình yêu ơi, cái mẫu này nó đẹp lắm luôn. Nó nâng cái ngực của mình, nó đẹp mà nó nâng cái ngực của mình nữa nha. Trời ơi, chốt liền cho em mã A3 này liền mấy chị ơi. 79.000 một áo, 79.000 một áo. Mấy chị nhìn giúp em cái đường áo nè. Trời ơi, chất liệu của áo xuất sắc. Ngày hôm nay mà không lấy là em nói tiếc lắm luôn nha. Và em đảm bảo với các chị luôn, ngực nào lên form em áo này cũng đẹp. Ngực em là ngực xệ á, lên nãy giờ nó rất là bèo nhèo nhưng mà em cảm thấy vừa lòng rồi. Tại vì không có một cái em áo nào á mà lên cái form ngực mà nó nâng cái ngực, nó nâng để cái ngực tròn tròn quay như thế này và căng tràn như thế này cả. Trời ơi, tại vì nó quá đẹp mấy chị ơi. Chốt liền cho em mã A3 nha mấy chị. Giá em sale là 79.000 chị ơi. Đúng rồi, cái áo này hồi đợt giá rất là cao, nhưng mà ngày hôm nay trên cái livestream này chị áp dụng cho chị nào chia sẻ livestream em sale luôn 79.000, đủ size cho mình nha mấy tình yêu nha. Có size 32, 34, 36, 38 và size 40. Chị nào mà chịu chơi á, mặc cái áo sơ mi mỏng hoặc là áo form mỏng á là mình có thể lộ áo ngực siêu đẹp luôn. Em đảm bảo luôn, lộ sang lắm luôn, kiểu như bên trong nè, nó kiểu như thể thao gì á, kiểu như thể thao siêu đẹp luôn nha. Trời ơi, xuất sắc. Ngày hôm nay mà không lấy là em nói tiếc lắm. Áo không có gọng chị ơi, áo không có gọng nha mấy chị. Nhưng mà mình hạn chế giặt máy giúp em, tại vì những cái su non này á, nó không có được như những cái loại su đốc, su non mà hả cắt không đường may này á, là nó không có được bền như là cái su đốc. Nên mấy chị ơi, giặt có thể nó sẽ không bao giờ bị nhăn, mấy chị cứ yên tâm ha. Không nhăn, không có bị kiểu như co giãn hay là bị giãn, bị xài áo. Nhưng mà mấy mình xài kỹ kỹ giúp em nha, xài kỹ kỹ. Những cái su non này phải là nâng niu nó nha mấy chị yêu nha. Dù giặt máy nó không có hư, dù giặt máy không bị nhăn, không bị giãn, nhưng mà mấy chị cứ yên tâm là ở họ hàng nhà em là hàng cao cấp, nên là mình phải yêu thương một chút nha. Giá em sale ngày hôm nay là quá thấp rồi, nên mấy chế ơi, chốt liền cho em A3 79.000 một áo. A3 kèm size kèm màu, kèm số điện thoại cho em là có đơn. Em có màu vàng, màu riêu, màu xanh, màu đen, màu hồng và màu da nha, đủ size cho mình từ 32 tới 40 luôn. Nên là mấy tình yêu cố gắng chốt liền cho em áo này cả hớ thôi mấy chị ơi. Nó đẹp quá, quá đẹp luôn á, lứa tuổi nào mang cũng đẹp cả, xuất sắc lắm luôn nha. Rồi chốt đi cho em A3 mẫu này ngực lép mà không ôm, không gom, không nâng, thật sự luôn, mình hoàn tiền luôn á. Mình hoàn tiền luôn nha, nó rất là đẹp nha mấy tình yêu nha. Mình được kiểm tra hàng thoải mái trước khi nhận giùm em nha. Tiền ship đồng giá nhà em là 30.000 nha mọi người nha. Tiền ship đồng giá là 30.000. Em ship trên 2 cái nha mấy tình yêu ơi. Em ship trên 2 cái giúp em nha. Có 30.000 tiền ship thôi mà quá đẹp, quá chất lượng như thế này. Mấy chị không lấy là em nói tiếc lắm luôn nha, tại vì lâu lâu nó mới về có cái giá này, chứ không phải lúc nào cũng có cái giá này. Nên mấy chị chốt liền giúp em mà hàng quá chất lượng nữa. Hàng rất là chất lượng luôn nha mọi người nha, có bao giúp kháng khuẩn đàng hoàng.